Nhóm vũ trang thân Ukraine tuyên bố giành quyền kiểm soát một ngôi làng ở Belgorod. Nga bất ngờ giành thêm thắng lợi tại một số vị trí. Ukraine tập kích thành công 12 nhà máy lọc dầu của Nga. Lính Nga kể lại khoảnh khắc bắn cháy xe tăng Abrams của Ukraine. Ông Putin có thể tăng nhiệt chiến sự Ukraine sau khi tái đắc cử. Những cựu tù binh Ukraine quyết quay lại chiến trường. Tiểu đoàn Siberia, một nhóm vũ trang thân Ukraine gần đây cho biết đã giành thêm một ngôi làng ở vùng Belgorod sau khi mở chiến dịch tấn công vào lãnh thổ Nga trong những ngày qua. Tiểu đoàn Siberia tuyên bố đã treo cờ ở làng Kuzinka, Belgorod, Nga, cùng nhóm quân đoàn tình nguyện Nga RVC. Thông báo viết, chiến dịch có giới hạn của lực lượng tình nguyện trên lãnh thổ Liên bang Nga vẫn tiếp tục. Những lá cờ của tiểu đoàn Siberia và RVC đã được treo tại làng Kuzinka ở Liên bang Nga. Tiểu đoàn trên đăng bức ảnh thành viên cầm những lá cờ nhưng chưa thể xác định thời điểm ảnh được chụp cũng như tính chính xác của tuyên bố. Hiện Nga vẫn chưa bình luận về thông tin này. Đây là hai trong số ba nhóm vũ trang chống đối Điện Kremlin đóng quân tại Ukraine, gồm cả quân đoàn tự do Nga. Hôm 17 tháng 3, ba nhóm này tuyên bố đã kiểm soát được làng Gorkovsky ở Belgorod. Trước đó, ngày 12 tháng 3, ba nhóm trên nói rằng đã băng qua biên giới và tấn công lãnh thổ Nga ở vùng Kursk và Belgorod. Moscow cáo buộc việc Ukraine và Mỹ đứng sau các nhóm này với mục tiêu làm rối loạn nội bộ Nga. Tuy nhiên, Kiev tuyên bố các nhóm này hoạt động độc lập, không theo sự chỉ đạo của Ukraine. Người phát ngôn của Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine GUR, ông Andriy Zhusov cho biết, khu vực Kursk và Belgorod đã là vùng chiến sự, đây là điều chúng tôi xác nhận. Ông cho rằng những thành viên người Nga trong ba nhóm vũ trang nói trên đang bảo vệ quyền dân sự của họ bằng cách chống lại Điện Kremlin và họ không có lựa chọn nào khác. Trong khi đó, Nga nói rằng đã chặn đứng các vụ tấn công nhằm vào lãnh thổ nước này, khiến Ukraine chịu thiệt hại nặng nề cả về nhân lực, vũ khí, khí tài. Cuộc tấn công trong tuần trước đánh dấu lần đầu tiên của cái gọi là Tiểu đoàn Siberia, được thành lập vào tháng 10 năm 2023. Tiểu đoàn chủ yếu bao gồm các thành viên của các nhóm dân tộc thiểu số từ các nước Cộng hòa ở Siberia, bao gồm Yakutsk, Buryats, Tuvans và Kami. Các phương tiện truyền thông địa phương đưa tin, tiểu đoàn Siberia hoạt động như một phần của quân đoàn quốc tế trực thuộc Tổng cục Tình báo chính của Bộ Quốc phòng Ukraine. Tháng 11 năm ngoái, các thành viên của tiểu đoàn nói với kênh tiếng Nga Current Time TV rằng họ tham gia cuộc chiến một phần vì cảm thấy bị ngược đãi là người dân tộc thiểu số ở Nga và vì họ phản đối cuộc chiến ở Ukraine. Trước đó, giới chức Moscow bình luận về những tiểu đoàn Nga trong thành phần quân đội chính quy của Ukraine, giống như Siberia, chỉ là những luận điệu lừa bịp bởi những đơn vị đó chủ yếu là người Ukraine và nước ngoài khác, có rất ít cái gọi là người Nga. Theo giới chức Moscow, có thể sẽ có một số người gốc Nga trong các đơn vị của Ukraine, nhưng có thể đó là những người mà gia đình có gốc Nga di cư từ xa xưa, những người đã rời khỏi đất nước từ lâu, hoặc những kẻ tội phạm bị truy nã, bỏ trốn ra nước ngoài, hay những kẻ hèn nhát đảo ngũ bị Ukraine bắt vào các đơn vị này. Số lượng người ít ỏi đó thực tế bây giờ cũng không còn được coi là công dân Nga nữa. Những người Nga chân chính giờ đây đều đang ở đất nước mình và chiến đấu cho Tổ quốc, nhân dân mình. Theo giới chức Nga, trên thực tế, các đơn vị kiểu như tiểu đoàn Siberia sẽ chẳng làm được gì bởi những người được huy động bổ sung một cách vội vã này không có thời gian để huấn luyện mà đi thẳng ra tiền tuyến và trở thành những tấm bia đỡ đạn. Theo Forbes, vụ tấn công của ba nhóm vũ trang vào lãnh thổ Nga có thể coi là có quy mô lớn nhất trong hơn 2 năm qua kể từ khi chiến sự Moscow-Kiev bùng phát. Giới quan sát phương Tây nhận định, mục tiêu của ba nhóm trên dường như không phải giành lấy lãnh thổ Nga, mà muốn tạo ra một đòn tấn công tâm lý chiến, tác động vào người dân Nga. Không phải ngẫu nhiên mà các vụ tấn công diễn ra vào thời điểm Nga tổ chức bầu cử tổng thống. Theo các chuyên gia, vụ tấn công nếu thành công có thể ảnh hưởng tới danh tiếng của quân đội Nga và chính quyền tổng thống Vladimir Putin trong nhiệm vụ bảo vệ lãnh thổ nhanh chóng khỏi các mối đe dọa từ phía bên kia bên dưới. Mặc dù vậy, ông Putin vẫn nhận được sự ủng hộ áp đảo từ các cử tri trong cuộc bầu cử tổng thống và chắc chắn sẽ đắc cử nhiệm kỳ mới. Ngoài ra, theo Forbes, với lực lượng quân sự chủ chốt được đưa tới Ukraine chiến đấu, Nga có thể đối mặt với thách thức để bảo vệ Belgorod và Kursk trước các vụ tấn công tiềm tàng trong tương lai. Viện nghiên cứu chiến tranh ISVK nhận định, Nga dường như đang dùng lính nghĩa vụ để bảo vệ biên giới với Ukraine. Các khu vực biên giới Nga như Kursk, Bryansk và Belgorod, cũng như thủ đô Moscow, thường xuyên trở thành mục tiêu của máy bay không người lái và tên lửa kể từ khi Moscow triển khai chiến dịch quân sự ở Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Giới chức vùng Krasnodar, miền nam nước Nga mới đây cho hay, rạng sáng ngày 17 tháng 3, các UAV của Ukraine đã tấn công nhà máy lọc dầu Slavyansk cách thành phố Krasnodar khoảng 70 km về phía bắc.
Nguồn tin Ukraine nói rằng nhà máy này bị tấn công trong một chiến dịch có sự phối hợp của cơ quan an ninh SBU và các lực lượng khác của Ukraine. Nhà máy Slavyan có công suất lọc vào khoảng 4,5 triệu tấn dầu thô mỗi năm và chủ yếu phục vụ xuất khẩu. Phía Nga cho biết vụ hỏa hoạn ở nhà máy lọc dầu Slavyan đã được khống chế, không có thương vong. Ông Roman Siniagovsky, một quan chức địa phương chia sẻ trên Telegram rằng toàn bộ công nhân nhà máy đã được sơ tán an toàn và không có mối đe dọa nào đối với các khu vực dân cư lân cận. Tuy nhiên, thông tin ban đầu nói rằng ít nhất một người ở đây thiệt mạng. Pravda dẫn nguồn tin tình báo Ukraine cho biết Kiev coi vụ tập kích này thành công bởi vì hỏa hoạn lớn đã xảy ra gần các tổ hợp lọc dầu của nhà máy. Nguồn tin tình báo Ukraine cũng cho biết đây là vụ tập kích thành công thứ 12 nhằm vào nhà máy lọc dầu trên lãnh thổ Nga. Nguồn tin Ukraine cho hay, tổng cộng UAV của SBU gần đây đã tấn công thành công 12 nhà máy lọc dầu ở Nga. Chúng tôi đang tiếp tục thực hiện chiến lược nhằm làm suy yếu tiềm lực kinh tế của Nga và chặn nguồn thu nhập mà đối phương có thể sử dụng để trang trả chi phí cuộc chiến. Một nguồn tin khác cho biết, con số trên chưa bao gồm các vụ tập kích UAV của cơ quan tình báo quân đội Ukraine nhằm vào các nhà máy lọc dầu của Nga. Trước đó, Reuters dẫn lời thống đốc vùng Samara của Nga, ông Dmitry Azarov cho biết, khoảng 6 giờ sáng ngày 16 tháng 3, các máy bay không người lái của Ukraine đã tấn công hai nhà máy lọc dầu của tập đoàn năng lượng quốc doanh Rosneft ở trong vùng. Cụ thể, vụ tập kích khiến nhà máy lọc dầu Sidan bốc cháy, trong khi vụ tập kích vào nhà máy lọc dầu Novokuibirsk đã bị ngăn chặn. Video đăng tải trên mạng cho thấy hỏa hoạn lớn tại khu vực nhà máy Sidan, lửa lan ra một khu vực rộng khoảng 500m2. Hiện chưa rõ mức độ hư hại của nhà máy, song giới chức địa phương khẳng định không có thiệt hại về người. Các sản phẩm dầu và hóa dầu đóng vai trò quan trọng tạo nguồn thu nhập cho Nga. Moscow xuất khẩu những sản phẩm này cho hàng chục quốc gia trên thế giới. Theo truyền thông địa phương, sau một thời gian phát triển năng lực tấn công tầm xa, Ukraine bắt đầu tăng cường tập kích UAV vào hệ thống nhà máy lọc dầu Nga vài tuần trở lại đây. Trong đó có hạ tầng của tập đoàn Rosneft và Lukoil. Cùng với các vụ đột kích của ba nhóm dân quân thần Ukraine vài ngày qua, đây có thể coi là chiến dịch tấn công xuyên biên giới táo bạo nhất của Kiev kể từ khi xung đột với Nga nổ ra. Moscow cáo buộc Kiev tiến hành hàng loạt khủng bố nhằm làm gián đoạn cuộc bầu cử tổng thống kéo dài 3 ngày qua ở Nga. Hôm 15 tháng 3, trong cuộc họp Hội đồng An ninh Liên bang Nga, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói, để làm gián đoạn quá trình bỏ phiếu và đe dọa người dân Nga, ít nhất ở khu vực biên giới, chính quyền Kiev đang tìm cách thực hiện các cuộc tấn công vào các khu định cư ở Nga. Chủ nhân Điện Kremlin đồng thời cảnh báo sẽ trừng phạt Ukraine. Đầu tháng 12 năm 2022, EU, G7, Australia và một số quốc gia khác đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với Nga, giới hạn giá dầu của Nga ở mức trên 60 đô la Mỹ trên một thùng và đưa ra lệnh cấm vận chuyển vàng đen bằng đường biển từ Nga. Các biện pháp hạn chế thị trường của phương Tây chống lại Moscow đã dẫn đến việc giảm giá đáng kể khi bán dầu có nguồn gốc từ Nga. Sau 15 tháng, đợt giảm giá kết thúc và dầu của Nga một lần nữa được bán với giá cao trên các sàn giao dịch, gần như ngang bằng với các loại phương Tây. Các nhà phân tích tại Ngân hàng Mỹ Goldman Sachs báo cáo điều này. Hiện tại, giá dầu Uran nặng có hàm lượng lưu huỳnh cao của Nga vượt quá 77 đô la Mỹ trên một thùng. Trong khi đó, loại Brent Biển Bắc ít lưu huỳnh hơn có giá gần 85 đô la Mỹ trên một thùng. Để so sánh, loại WTI của Texas có giá hơn 81 đô la Mỹ trên một thùng. Vào thời kỳ cao điểm của lệnh trừng phạt, chênh lệch giá thậm chí còn vượt quá 30 đô la Mỹ trên một thùng. Nhưng do việc định hướng lại nguồn cung sang các nước thân thiện, chủ yếu là Ấn Độ, độ chênh đã giảm dần trong suốt năm qua. Tại thời điểm ngày 6 tháng 1 năm 2023, dầu Uran đã được bán với giá thấp hơn 2 lần so với giá thế giới, ở mức 37,80 đô la Mỹ trên một thùng tại cảng Primor. Trong khi đó, dầu Brent có giá 78,57 đô la Mỹ trên một thùng. Bây giờ mọi thứ đã trở lại mức như trước khi Nga bắt đầu hành động quân sự ở Ukraine. Nhu cầu với vàng đen của Nga khá cao, một số người mua thậm chí sẵn sàng trả thêm tiền cho Moscow để được cung cấp nguyên liệu thô trong bối cảnh nhu cầu trong nước ngày càng tăng. Ví dụ, đối diện tình trạng thiếu dầu diesel, Trung Quốc đã trả cho Liên bang Nga nhiều hơn giá trị thị trường cho dầu ESPO, loại nhiên liệu hoàn hảo để sản xuất dầu diesel. ESPO là loại dầu có hàm lượng lưu huỳnh thấp của Nga, được cung cấp qua đường ống đông Siberia, Thái Bình Dương. ESPO, người tiêu dùng chính của nó là Trung Quốc, Bắc Kinh, nhận được trung bình 800.000 thùng mỗi ngày vào năm 2023. Xem xét áp lực đang diễn ra từ phương Tây đối với Moscow và các đối tác kinh tế của nước này, trong tương lai, Nga có thể đồng ý tiếp tục giảm giá đối với loại dầu Uran vì nó có độ nhớt cao hơn và yêu cầu công nghệ xử lý tiên tiến. Trước đó, hồi cuối năm ngoái, giám đốc điều hành của công ty vận tải dầu mỏ thuộc tập đoàn Nga Transneft là Nikolai Tokarev nói với đài truyền hình Russia 24 rằng
Moscow đã tăng mạnh xuất khẩu dầu mỏ sang Trung Quốc. Theo dữ liệu Hải quan Trung Quốc, Nga vẫn là nhà cung cấp dầu thô hàng đầu của nước này trong tháng 11 năm ngoái, khi Bắc Kinh nhập khẩu khoảng 2,2 triệu thùng dầu mỗi ngày. Lượng nhập khẩu dầu thô từ Nga của Trung Quốc trong 11 tháng đầu năm 2023 tăng hơn 22% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, Ấn Độ, nền kinh tế lớn thứ ba châu Á và là nước tiêu thụ dầu lớn thứ ba thế giới cũng đã trở thành quốc gia nhập khẩu vàng đen hàng đầu của Nga. Theo dữ liệu, nhập khẩu dầu thô từ Nga của Ấn Độ vào tháng 11 cùng năm tăng vọt lên 1,6 triệu thùng trên một ngày. Kể từ năm ngoái, Nga đã đa dạng hóa thị trường xuất khẩu năng lượng để đối phó với các lệnh trừng phạt cũng như biện pháp áp trần giá dầu của các nước phương Tây. Theo Turareb, bên cạnh khách hàng tiêu thụ lớn như Trung Quốc và Ấn Độ, các thị trường mới cho xuất khẩu dầu mỏ của Nga cũng đã xuất hiện, bao gồm Ai Cập, Maroc, Myanmar và Pakistan. Ông Trump đánh giá Tổng thống Zelensky là người kinh doanh vĩ đại nhất mình từng biết. Trong một cuộc vận động tranh cử ở Vandalia, Ohio, hôm 17 tháng 3, ông Trump đã chia sẻ quan điểm về việc viện trợ hàng tỷ đô la Mỹ cho Kiev, cho rằng nước Mỹ nên cho Ukraine vay tiền thay vì cung cấp viện trợ. Ông Trump nói với cử tri rằng, chúng ta nên cho họ vay tiền, chứ không phải cứ viện trợ cho họ. Để nếu giành chiến thắng, Ukraine sẽ trả lại tiền cho chúng ta. Ông Trump tuyên bố, hãy cho Ukraine vay tiền, để bọn họ phải tỏ ra tử tế hơn một chút. Hãy cho Ukraine vay tiền. Đừng chỉ đưa cho họ tấm séc trị giá 60 tỷ đô la Mỹ mỗi khi họ yêu cầu. Cũng tại cuộc vận động tranh cử, ông Trump đánh giá Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky là một trong những nhân viên kinh doanh vĩ đại nhất mà ông từng biết. Người mà sau mỗi lần đến thăm Mỹ đều ra về với một túi đầy tiền. Cựu Tổng thống Mỹ cho biết, tôi nói cho bạn biết, ông Zelensky là một trong những nhân viên kinh doanh vĩ đại nhất trong lịch sử. Mỗi lần tới Mỹ, ông ta đều ra về với 50 tỷ hoặc 60 tỷ đô la Mỹ. Tôi chưa bao giờ làm được điều đó. Ông ta là người kinh doanh giỏi hơn tôi rất nhiều. Kể từ khi cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine nổ ra vào tháng 2 năm 2022, Mỹ đã là nước hỗ trợ chính cho Ukraine, cung cấp cho Ukraine khoảng 113 tỷ đô la Mỹ, viện trợ quân sự, kinh tế và nhân đạo. Vài ngày trước, ông Trump nói, các quốc gia thành viên NATO đang cười nhạo Mỹ vì chi quá nhiều tiền cho Ukraine và phải trả các hóa đơn của Ukraine. Tổng thống Mỹ Joe Biden đang thúc giục Quốc hội thông qua dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ đô la Mỹ, trong đó có hơn 60 tỷ đô la Mỹ viện trợ quân sự cho Kiev. Ông Biden nói, Ukraine sẽ mất thêm lãnh thổ vào tay Nga nếu dự luật không được phê chuẩn. Yêu cầu của chính quyền Mỹ hiện đã được Thượng viện thông qua, nhưng lại mắc ở Hạ viện vì sự phản đối của Đảng Cộng Hòa. Về phía Ukraine, đứng trước tình trạng khát vũ khí trầm trọng, Tổng thống Zelensky trong nhiều tháng qua đã liên tục lên tiếng kêu gọi các đồng minh phương Tây, đặc biệt là Mỹ, nhanh chóng viện trợ vũ khí cho Ukraine. Theo đó, nhà lãnh đạo chính quyền Kiev đã công du nhiều nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, cũng như tham gia nhiều diễn đàn quốc tế để thực hiện nhiệm vụ sống còn này. Theo hãng tin Ukrinform gần đây, tại cuộc họp báo chung với Thủ tướng Albania Edi Rama sau hội nghị thượng đỉnh Ukraine, Đông Nam Âu hồi cuối tháng 2, ông Zelensky đã cố gắng kêu gọi các đối tác tăng cường sản xuất vũ khí, không để nguồn cung bị chậm trễ. Ông Zelensky đề xuất ý tưởng Ukraine sẽ cùng các nước Đông Nam Âu sản xuất vũ khí chung. Ông nói, chúng tôi quan tâm đến việc hợp tác sản xuất với các bạn và tất cả đối tác của chúng tôi. Có khoảng 500 công ty quốc phòng đang hoạt động ở Ukraine. Mỗi công ty đều tăng công suất nhưng vẫn không đủ để giành chiến thắng Nga. Chúng tôi nhận thấy có vấn đề trong việc cung cấp đạn dược. Điều này đang ảnh hưởng đến tình hình trên chiến trường. Trước đó, tại hội nghị an ninh Munich, Đức ngày 17 tháng 2, ông Zelensky cũng kêu gọi các quốc gia đối tác hỗ trợ quân sự nhiều hơn cho Ukraine. Lời kêu gọi này được đưa ra ngay sau khi lực lượng Ukraine tuyên bố rút quân khỏi thành phố Avdiivka, nơi được coi là thành trì chủ lực của quân Kiev ở tỉnh Donetsk suốt thời gian qua. Ông nói rằng, việc gửi thêm gói vũ khí và phòng không tới Ukraine là điều quan trọng nhất mà các đồng minh của Kiev có thể làm. Đài CNN dẫn lời ông Zelensky phát biểu, nếu chúng tôi có đủ hệ thống phòng không, chúng tôi có thể đưa hàng triệu người Ukraine về nhà. Trong suốt nhiều tháng qua, Tổng thống Zelensky cũng tích cực công du nhiều quốc gia phương Tây nhằm kêu gọi ủng hộ và viện trợ vũ khí, bao gồm các chuyến đi đến Mỹ, Đức, Pháp, Ba Lan, Cộng hòa Séc. Vài ngày gần đây, nhiều quốc gia phương Tây bắt đầu có những động thái cho thấy họ thật sự quan tâm vấn đề thiếu hụt vũ khí trên tiền tuyến của Ukraine. Theo hãng tin AFP, ngày 15 tháng 3, Thủ tướng Đức Olaf Scholz, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đã gặp nhau tại thành phố Berlin, Đức để bàn về việc viện trợ cho Kiev.
Sau cuộc họp báo chung sau hội đàm, ông Scholz nói đây là một thông điệp cho Moscow về việc sẽ không ngừng ủng hộ Ukraine, nhấn mạnh rằng sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine tới chừng nào còn cần thiết. Theo nhà lãnh đạo Đức, các nước châu Âu đang thành lập một liên minh mới để cung cấp vũ khí tầm xa cho lực lượng Ukraine, sáng kiến từng được Tổng thống Macron đưa ra trước đó. Ông Scholz nhấn mạnh rằng các nước châu Âu sẽ mua thêm nhiều vũ khí hơn nữa cho Ukraine và nỗ lực này sẽ được bắt đầu ngay lập tức. Cũng trong cuộc họp báo, Tổng thống Macron nói rằng Đức, Pháp, Ba Lan đã nhất trí về mục tiêu không bao giờ để Nga chiến thắng và hỗ trợ người dân Ukraine đến cùng. Trong khi đó, Thủ tướng Tuck khẳng định Đức, Pháp và Ba Lan sẽ phải huy động toàn bộ châu Âu để cung cấp những viện trợ cần thiết cho Ukraine để đối phó với Nga. Trước đó không lâu, vào ngày 12 tháng 3, Nhà Trắng công bố gói viện trợ quân sự quan trọng trị giá 300 triệu đô la Mỹ cho Ukraine. Các quan chức Mỹ cho biết gói viện trợ này sẽ bao gồm tên lửa phòng không, đạn dược, đạn pháo và một số xe bọc thép. Tuy nhiên, đây chỉ là một gói tương đối nhỏ trong viện trợ cho Ukraine, cung cấp những thứ tối thiểu mà nước này cần trong khoảng thời gian ngắn. Theo đó, các quan chức Mỹ lưu ý, Quốc hội Mỹ cần phải thông qua thêm viện trợ cho Kiev. Hiện các nhà lập pháp Đảng Cộng Hòa tại Hạ viện vẫn đang nỗ lực chặn gói viện trợ Ukraine trị giá 60 tỷ đô la Mỹ do Tổng thống Mỹ Joe Biden đề xuất. Sau Nhà Trắng, Liên minh châu EU đã nhất trí tăng thêm 5 tỷ euro, khoảng 5,48 tỷ đô la Mỹ, viện trợ cho Ukraine. Số tiền này sẽ được bổ sung vào Quỹ Hòa bình châu Âu, EPF, trong năm 2024. EPF được EU thành lập hồi năm 2021 nhằm mục đích giữ gìn hòa bình, ngăn ngừa xung đột và tăng cường an ninh quốc tế. Theo EU, EPF đã được sử dụng để phân bổ khoảng 6,1 tỷ euro, viện trợ quân sự cho Ukraine. Ngày 17 tháng 3, trong bài phát biểu tại Ủy ban Bầu cử Trung ương, Thứ trưởng thứ nhất của Bộ Nội vụ Nga Alexander Gorovoy đã thông báo về một cuộc tấn công bằng pháo binh từ phía Ukraine, khiến một nữ quan chức giám sát cuộc bầu cử tổng thống ở vùng Zaporizhia của Nga thiệt mạng. Trước đó, Moscow đã cảnh báo Kiev sẽ sử dụng mọi biện pháp để làm trì hoãn cuộc bỏ phiếu. Ông Gorovoy cho biết cuộc tấn công này xảy ra tại thành phố cảng Berdyansk, cách tiền tuyến khoảng 100 km. Ông không cung cấp thêm chi tiết về vụ việc này. Vùng Zaporizhia cùng với 3 vùng lãnh thổ khác của Ukraine đã bỏ phiếu áp đảo để gia nhập Nga vào mùa thu năm 2022. Ông Gorovoy cũng lưu ý các cơ quan bầu cử ở các khu vực tiền tuyến khác gặp khó khăn đáng kể, bao gồm cả thành phố Kamenka, Dnepropetrovskaya và Energoda. Cả hai đều nằm bên bờ sông Dnipro và sông này đã trở thành địa điểm của nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia, cơ sở lớn nhất ở châu Âu. Theo Thứ trưởng Nội vụ thứ nhất, ở những khu vực đó, các ủy ban bầu cử đã phải di rời kèm theo tất cả các tài liệu. Trước đó, ngày 15 tháng 3, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cảnh báo rằng Ukraine sẽ tổ chức một số hành động vũ trang mang tính biểu tình, tội phạm để đe dọa cử tri Nga. Sáng 17 tháng 3, chính quyền địa phương ở vùng Kherson và Zaporizhia cũng đã báo cáo về các cuộc tấn công tại các điểm bỏ phiếu khiến một số người bị thương. Tổng thống Putin đã thể hiện quyết tâm mạnh mẽ về việc tiếp tục chiến dịch quân sự tại Ukraine và có thể sau khi tái đắc cử, ông sẽ còn đẩy mạnh mục tiêu này hơn nữa. Rạng sáng ngày 18 tháng 3, phát biểu trước đám đông ủng hộ sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống với hơn 87% số phiếu, tỷ lệ cao kỷ lục trong lịch sử hiện đại Nga, Tổng thống Nga Putin 71 tuổi nhấn mạnh, chúng ta không thể bị đe dọa bởi bất kỳ ai, dù tham vọng của họ lớn đến đâu, dù cho họ muốn kìm kẹp nhân dân, ý chí và tâm hồn nước Nga đến mức nào. Với kết quả này, ông sẽ nắm giữ nhiệm kỳ thứ 5 trong vòng 6 năm tới và đối mặt với nhiều vấn đề quan trọng sẽ được giải quyết trong chương trình nghị sự của mình. Mặc dù vậy, thông điệp chiến thắng của ông chỉ ra rằng việc xử lý tình hình Ukraine vẫn là ưu tiên hàng đầu. Ông tuyên bố, cục diện chiến trường tiến triển tích cực qua từng ngày, Nga đang tiến quân chậm mà chắc, nhưng ngày nào cũng đạt được bước tiến. Tất cả mục tiêu chúng ta đặt ra trong chiến dịch quân sự sẽ đạt được. Theo các nhà quan sát, tuyên bố mạnh mẽ này của Tổng thống Putin là dấu hiệu cho thấy cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine sẽ tiếp tục kéo dài cho đến khi Moscow đạt được mục tiêu phi quân sự hóa, phi phát xít hóa Ukraine, điều mà Ukraine đã phản đối mạnh mẽ. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng đã ra lệnh cấm đàm phán với Nga trong thời gian Tổng thống Putin tiếp tục giữ vị trí. Nhà phê bình về quan hệ quốc tế Subrat Nanda tại Start New Global nhận định chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử đã tạo ra một bước đệm vô cùng quan trọng đối với ông Putin, để chứng minh với dư luận trong nước lẫn phương Tây rằng người Nga đang ủng hộ ông đến mức nào trong cuộc chiến với Ukraine. Trong 2 năm qua, cuộc chiến đã đặt ra nhiều thách thức cho Tổng thống Putin, đặc biệt là khi nền kinh tế Nga gặp khó khăn do hàng loạt biện pháp trừng phạt từ phương Tây và cuộc nổi loạn của công ty quân sự Wagner.
Tuy nhiên, khi bước vào năm thứ 3 của cuộc xung đột, ông Putin đã cho thấy nền kinh tế Nga vẫn rất mạnh mẽ và không ai có thể đe dọa vị thế của ông. Chuyên gia tại Viện các vấn đề an ninh và quốc tế SVKB có trụ sở tại Berlin, Đức, Nikolai Petrov đánh giá, kết quả của bầu cử chứng minh với giới Tinh Hoa Nga về sự ủng hộ mà dư luận dành cho ông Putin. Nó cũng giúp củng cố niềm tin rằng ông Putin là người đem lại chiến thắng cho Nga. Lần đầu tiên, Nga tổ chức cuộc bầu cử tổng thống tại 4 vùng lãnh thổ được sáp nhập từ Ukraine, với tỷ lệ cử tri đi bầu đều trên 80%. Tỷ lệ tham gia bầu cử trên toàn quốc Nga cũng đạt mức gần 80%, bất chấp những cuộc tấn công bằng UAV và chiến dịch tấn công qua biên giới của lực lượng thân Ukraine trong tuần bầu cử. Kiev có vẻ kỳ vọng những cuộc tấn công như vậy sẽ làm cản trở sự tham gia của người Nga trong cuộc bầu cử và làm suy yếu vị thế của Putin. Tuy nhiên, theo quan điểm của các nhà quan sát, điều đó chỉ tăng thêm cảm giác đe dọa trong tâm trí của người dân Nga và thúc đẩy dư luận cũng như lãnh đạo quốc gia này trở nên cứng rắn hơn trong quan hệ với Ukraine. Gần đây, ông Putin khẳng định ông không quan tâm đến việc tạm dừng cuộc chiến, mà ông cho rằng điều đó chỉ tạo điều kiện cho Ukraine tái vũ trang. Nga mong muốn đạt được những thỏa thuận về an ninh bằng văn bản để kết thúc cuộc xung đột và duy trì tình trạng trên thực địa, coi đây là điều kiện tiên quyết để bắt đầu đàm phán. Trong thông điệp liên bang hồi tháng 2, Tổng thống Putin đã nhấn mạnh rằng lực lượng Nga đang giữ ưu thế sau khi Ukraine thất bại trong cuộc phản công vào năm ngoái. Ông cũng tuyên bố Kiev và phương Tây sẽ phải chấp nhận một giải pháp theo điều kiện của Moscow, sớm hay muộn. Sau chiến thắng trong cuộc bầu cử, ông Putin còn đi xa hơn khi cho rằng Nga nên thiết lập vùng đệm an ninh tại Ukraine, bao gồm cả khu vực Kharkov, nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công quấy rối từ phía biên giới. Ông cho rằng vùng đệm an ninh cần được mở rộng đủ lớn để không cho phép khí tài quân sự từ phương Tây tiếp cận biên giới của Nga. Những ý kiến này cho thấy sự tự tin ngày càng lớn của Putin trong việc theo đuổi mục tiêu tại Ukraine sau chiến thắng ấn tượng trong cuộc bầu cử với sự ủng hộ ở mức cao từ dư luận. Cố vấn cấp cao tại Viện Hòa bình Mỹ, trụ sở tại Washington, Angela Stein bình luận: "Tôi nghĩ thông điệp chính từ cuộc bầu cử là Tổng thống Putin sẽ đóng vai trò người lãnh đạo quốc gia trong cuộc đấu tranh sinh tồn nhằm duy trì vị thế của Nga trên thế giới và bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ. Tất cả những tín hiệu Tổng thống Nga đưa ra đều hướng tới một thông điệp rằng ông ấy sẽ tiếp tục chiến dịch tại Ukraine. Để thực hiện điều này, Tổng thống Putin phải đối mặt với thách thức của việc duy trì sự phát triển kinh tế trong bối cảnh bão trừng phạt từ phương Tây. Các nhà phân tích dự đoán rằng sắp tới, ông có thể tập trung vào việc đảm bảo cuộc sống bình thường cho người dân Nga và công bố kế hoạch sử dụng hàng tỷ đô la Mỹ từ doanh thu dầu mỏ để giải quyết nghèo đói và tái thiết cơ sở hạ tầng lạc hậu của đất nước. Việc tiếp tục cuộc chiến Ukraine cũng có thể được coi là một cách để kích thích kinh tế khi Nga tập trung vào đầu tư sản xuất vũ khí, tạo ra việc làm và tăng lợi nhuận cho ngành công nghiệp quốc phòng." Theo nhà nghiên cứu cấp cao tại Trung tâm Carnegie Nga, Tatiana Stanovaja, tình hình chiến sự đang có chiều hướng tích cực cho Nga có thể là động lực để Tổng thống Putin tiếp tục nhấn mạnh cách duy nhất để chấm dứt xung đột là Ukraine phải đầu hàng. Tuy nhiên, để áp đặt áp lực lên Ukraine và buộc họ phải chịu khuất phục, Nga sẽ cần nhiều hơn chỉ tiền bạc và vũ khí. Điều này dẫn đến dự đoán của các nhà phân tích rằng ông Putin sẽ sớm ban bố lệnh động viên lực lượng dự bị thứ hai nhằm tăng cường lực lượng cho tiền tuyến. Mùa hè năm ngoái, Nga đã nâng độ tuổi nhập ngũ tối đa từ 27 lên 30 tuổi và quy định rằng lính nghĩa vụ có thể ký hợp đồng với quân đội trong một năm với một số điều kiện nhất định. Đây được coi là tiền đề để Nga có thể triển khai lực lượng lính nghĩa vụ đến Ukraine, điều mà Moscow nghiêm cấm từ đầu chiến sự tới nay. Tối ngày 17 tháng 3, trong bài phát biểu trước những người ủng hộ sau khi giành chiến thắng áp đảo trong bầu cử Tổng thống Liên bang Nga, ông Putin đã đưa ra bình luận về sự ra đi của chính trị gia đối lập Alexei Navalny. Đài RT dẫn phát biểu của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin cho biết, vài ngày trước khi ông Navalny qua đời, các quan chức cấp cao của Nga đã đưa ra ý tưởng trao đổi chính trị gia đối lập. Lấy một số người Nga bị phương Tây giam giữ, ông Putin không đề cập đến việc sẽ trao đổi nhân vật đối lập trên với ai hoặc với bao nhiêu công dân Nga bị phương Tây giam giữ, nhưng lưu ý rằng điều kiện duy nhất cho việc hoán đổi là ông Navalny sẽ không trở về nước và ở lại phương Tây. RT cho biết thêm, tổ chức chống tham nhũng FBK, một tổ chức phi chính phủ vốn do chính trị gia đối lập Navalny đứng đầu, đã tuyên bố rằng nhân vật này sẽ được trao đổi với Vadim Krasikov, một công dân Nga bị kết tội giết người ở Đức vào cuối năm 2021 và các cuộc đàm phán liên quan đang ở giai đoạn cuối cùng. Người đứng đầu hiện tại của FBK, Maria Pepchi, cũng cho rằng ông Navalny đã bị sát hại để ngăn cản việc hoán đổi, nhưng Moscow đã bác bỏ mọi cáo buộc về vấn đề này và kêu gọi sự kiên nhẫn cho đến khi kết thúc cuộc điều tra.
Theo hãng tin AP, đây là lần đầu tiên Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin bình luận về sự ra đi của chính trị gia đối lập Navalny. Hơn nữa, ông Putin còn liên tục nhắc đến cái tên Navalny sau nhiều năm. AP cũng cho biết thêm, những bình luận của Tổng thống Liên bang Nga đương nhiệm được đưa ra trong một cuộc họp báo lúc đêm khuya khi có kết quả của cuộc bầu cử Tổng thống mà theo đó ông Putin chắc chắn tiếp tục nắm quyền. Cơ quan nhà tù Liên bang Nga FSIN cho biết, tù nhân Alexei Navalny cảm thấy không khỏe sau khi đi dạo. Gần như bất tỉnh ngay lập tức, nhân viên y tế của trại giam đã hỗ trợ ngay lập tức và gọi cấp cứu. Các biện pháp hồi sức cần thiết đã được thực hiện nhưng không mang lại kết quả khả quan. Các bác sĩ của đội cấp cứu kết luận tù nhân đã qua đời. Trong một phát biểu sau đó, người phát ngôn điện Kremlin ông Dmitry Peskov đã bác bỏ những tuyên bố của Mỹ và phương Tây về sự ra đi của Navalny, cho rằng những tuyên bố đó hoàn toàn không thể chấp nhận được và FSIN đang thực hiện tất cả các bước cần thiết để điều tra sự ra đi của chính trị gia đối lập này. Theo kết quả được công bố trên bảng điện tử của Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga, CEC, sau khi kiểm 82,76% số phiếu bầu, ứng cử viên độc lập Vladimir Putin giành được 87,18% số phiếu ủng hộ. Vị thứ hai là ứng viên Đảng Cộng sản Liên bang Nga KPRF Nikolas Karitonov giành được 4,23% số phiếu bầu. Tiếp sau là ứng cử viên Vladislav Danvanov của Đảng Những Con Người Mới nhận được 4,02% số phiếu bầu. Và cuối cùng là ứng cử viên của Đảng Dân Chủ Tự Do LDPR Leonid Slutsky nhận được 3,16% số phiếu bầu. Trước đó vào lúc 21 giờ ngày 17 tháng 3, theo giờ địa phương, các điểm bỏ phiếu cuối cùng trong cuộc bầu cử Tổng thống Liên bang Nga thuộc tỉnh cực Tây Kaliningrad đã đóng cửa. Kết thúc cuộc bầu cử Tổng thống lần thứ 8 tại Liên bang Nga kéo dài trong 3 ngày từ 15 đến 17 tháng 3. Số liệu do CEC công bố trên bảng thông tin, tính đến 20 giờ ngày 17 tháng 3, tổng số cử tri đi bỏ phiếu trực tiếp trong cuộc bầu cử trên toàn quốc là 73,33%. Số liệu này chưa tính đến số cử tri đi bỏ phiếu trực tuyến từ xa. Chiến thắng của ông Putin trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga hôm ngày 17 tháng 3 cho thấy đa số người dân ủng hộ các chính sách của ông, bất chấp các cuộc tấn công ngoại giao và kinh tế nhằm vào chính phủ của ông. Theo các chuyên gia được Sputnik phỏng vấn, kết quả của việc thể hiện ý nguyện của dân sẽ đặt phương Tây vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Theo ý kiến từ Đại học Rio de Janeiro UERJ, bà Larisa Silva cho biết, phương Tây đã đánh giá thấp mức độ ủng hộ của người dân Nga dành cho nhà lãnh đạo quốc gia. Bà Silva nói, một số người kỳ vọng rằng áp lực và các biện pháp trừng phạt của phương Tây sẽ làm tăng uy tín của phe đối lập và phần nào làm suy yếu Putin, nhưng rõ ràng điều này đã không xảy ra. Người đại diện Đại học Liên bang Rio de Janeiro UFRJ, nhà sử học Eden Pereira Lopez da Silva tin chắc rằng chiến thắng của Putin sẽ là tín hiệu mạnh mẽ về sự đoàn kết chính trị của người Nga xung quanh dự án của Tổng thống. Ông Lopez da Silva giải thích rằng nhà lãnh đạo Nga có được uy tín cao như vậy vì một số lý do. Chuyên gia Lopez da Silva cho biết, thứ nhất, Putin đã khôi phục được thể diện của nước Nga và uy tín của nước này trong trật tự thế giới quốc tế. Ông cũng lưu ý rằng, trong những năm ông Putin cầm quyền, Liên bang Nga đã loại bỏ phần lớn các công cụ kinh tế thuộc thời kỳ liệu pháp sốc của những năm 90. Nhà sử học cũng nhắc nhở, nước này đứng thứ 11 trong danh sách các nước phát triển nhất, nền kinh tế của Nga đang tăng trưởng với tốc độ trên mức trung bình thế giới, bất chấp các lệnh trừng phạt của phương Tây. Theo ông Lopez da Silva, chính sách của phương Tây đối với Nga sụp đổ là do họ hoàn toàn không hiểu gì về hoạt động của hệ thống chính trị của đất nước này, cũng như các giá trị của nó. Nhà sử học Lopez da Silva nhận định, cho đến bây giờ, họ vẫn không hiểu rằng việc can thiệp vào công việc nội bộ của các diễn biến chính trị xã hội ở Nga là vô ích. Họ không biết điều này do những quan điểm ngụ dốt mang tính thực chứng, bắt họ tin rằng đường lối và phương pháp của họ là duy nhất đúng đắn, còn tất cả những thứ khác đều sai lầm hoặc không đáng tin cậy. Đồng nghiệp của ông Lopez da Silva, chuyên gia về thời kỳ Xô Viết, ông Rodrigo Sanet cho rằng kết quả bầu cử khiến phương Tây lâm vào tình thế đứng trước ngã ba đường. Ông Sanet nói, có lẽ họ đã tự an ủi mình rằng kết quả bỏ phiếu sẽ không quá ấn tượng, nhưng điều này đã không xảy ra. Các biện pháp trừng phạt chưa thực sự có tác dụng như mong đợi đối với nền kinh tế Nga và phương Tây về vấn đề này sẽ ngày càng bị chia rẽ. Chuyên gia này chắc chắn rằng, trước sự ủng hộ chung của người dân Nga đối với ông Putin, những mâu thuẫn hiện có ở phương Tây về vấn đề viện trợ thêm cho Ukraine sẽ ngày càng gia tăng. Theo ông Sanet, bất chấp biểu hiện có vẻ thống nhất của phương Tây, hậu quả của tình hình hiện tại ở Ukraine sẽ được cảm nhận ở châu Âu sớm hơn và mạnh hơn ở Mỹ, và sự không chắc chắn về triển vọng duy trì quyền lực của chính quyền Washington hiện tại có thể sẽ còn tiếp tục làm gay gắt thêm những mâu thuẫn trong nội bộ khối.
Mới đây, truyền hình quân đội Nga đã công bố cuộc phỏng vấn quân nhân có biệt danh Kot là người chỉ huy kíp tên lửa thuộc quân khu trung tâm và trực tiếp bắn cháy xe tăng Abrams của Ukraine gần làng Berdychi, phía tây bắc thành phố Avdiivka cách đây vài ngày. Chỉ huy Kot cho biết kíp tên lửa Nga đã phát hiện một xe tăng Ukraine đang khai hỏa từ vị trí ẩn nấp trong rừng và bắt đầu theo dõi nó. Quân nhân Nga kể lại, chiếc xe sau đó di chuyển về phía nam và đi qua khu vực cây cối thưa thớt hơn, khiến tín hiệu nhiệt bắt đầu lộ rõ. Tôi quyết định bắn đón đầu, xe tăng tiến vào khu vực mục tiêu và bị trúng đạn. Nó khựng lại trước khi kiếp chiến đấu bắn bồi thêm một quả tên lửa và biến xe tăng thành đống sắt vụn. Do trận đánh diễn ra trong đêm, Kot cùng các binh sĩ dưới quyền không biết mình đã bắn hạ một chiếc xe tăng Abrams do Mỹ chuyển giao cho Ukraine. Họ chỉ biết khi được cấp trên thông báo chiến tích này sau đó. Vài ngày trước, các kênh Telegram của quân sự Nga đã công bố video cho thấy hai tên lửa bay về mục tiêu được cho là xe tăng Abrams của Ukraine và những vụ nổ lớn diễn ra sau đó khiến xe tăng cháy đen trên cánh đồng. Bình luận viên David Ace của Forbes nhận định quả tên lửa đầu tiên đánh trúng khoang chứa đạn chính ở đuôi tháp pháo và kích nổ số đạn chứa bên trong. Nhận định về nguyên nhân khiến xe tăng Abrams cháy rụi, bình luận viên Ace nói: cửa ngăn nổ trong khoang chiến đấu về tấm hướng luồng nổ ra ngoài tháp pháo có vẻ đã không hoạt động. Gần đây, Bộ Quốc phòng Nga đã tuyên bố phá hủy 3 xe tăng Abrams của Ukraine, trong đó một chiếc bị xe tăng T-72B3 hạ ngay từ phát đạn đầu tiên. Truyền thông phương Tây cho biết số xe tăng M1 Abrams mà Ukraine nhận của Mỹ không phải hàng mới và đã bị loại bỏ tất cả công nghệ nhạy cảm nhất, trong đó có giáp làm bằng hợp kim chứa uranium nghèo. Điều này khiến chúng có nguy cơ tổn thương cao hơn trước nhiều loại tên lửa chống tăng phổ thông. Tờ Washington Post gần đây dẫn lời giới chức Mỹ cho hay đạn dược của một số hệ thống phòng không của Ukraine đã sắp cạn kiệt và có thể chỉ còn sử dụng được đến cuối tháng 3 năm nay. Đây là thông tin được đại diện Ukraine đưa ra trong một hội nghị an ninh diễn ra vào tháng 2 vừa qua. Theo nguồn tin, Ukraine từng bắn hạ được 4,5 tên lửa do Nga phóng, nhưng năng lực này sớm có thể bị suy giảm và chỉ còn bắn được 1,5 tên lửa. Nguồn tin nhấn mạnh thêm, việc thiếu tên lửa phòng không sẽ ảnh hưởng đáng kể đến cuộc sống ở các trung tâm đô thị của Ukraine. Cuối năm 2022, Nga đã cho triển khai chiến dịch tấn công quy mô lớn bằng tên lửa và UAV vào các mục tiêu quân sự, tổ hợp công nghiệp, quốc phòng và cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Sergei Shoigu từng nhấn mạnh, mục tiêu của chiến dịch là đè bẹp tiềm lực quân sự của Ukraine. Vài ngày trước, Bộ Quốc phòng Nga thông báo một hệ thống phòng không Patriot do Mỹ cung cấp đã bị Nga phá hủy ở vùng Kharkiv của Ukraine. Trước đó, Nga đã công bố đoạn video về cuộc tấn công vào hệ thống phòng không S-300 được Ukraine triển khai tại Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng. Chia sẻ với Washington Post, giới chức Mỹ đã đưa ra cảnh báo về sự sụp đổ thảm khốc của các phòng tuyến Ukraine trong tình huống xấu nhất và khả năng dẫn tới thương vong lớn nếu Kiev không nhận được thêm sự hỗ trợ quân sự từ Washington. Trong khi đó, gói hỗ trợ thêm 60 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine như đề xuất của chính quyền Tổng thống Joe Biden vẫn chưa được Quốc hội Mỹ thông qua. Nga cũng đã nhiều lần cảnh báo việc Mỹ, Liên minh châu Âu EU và các đồng minh chuyển vũ khí cho Ukraine sẽ không thể ngăn cản Moscow đạt được các mục tiêu trong chiến dịch quân sự mà chỉ kéo dài xung đột, cũng như có thể làm tăng nguy cơ đối đầu trực tiếp giữa Nga và NATO. Theo các quan chức Nga, việc cung cấp vũ khí, chia sẻ thông tin tình báo và huấn luyện quân đội Ukraine có nghĩa là các quốc gia phương Tây trên thực tế đã trở thành các bên tham gia vào cuộc xung đột. Tình hình chiến sự trong ngày 17 tháng 3 đang tiếp tục có những diễn biến mới, đặc biệt là việc quân đội Nga đã bất ngờ giành thắng lợi chiến thuật ở Zaporizhia. Bên cạnh đó, cũng có những thông tin từ chiến trường cho thấy lực lượng Moscow đã giành quyền kiểm soát thêm một ngôi làng ở phía tây Bakhmut, đồng thời ngăn chặn thành công nhiều cuộc tấn công tên lửa vào lãnh thổ. Theo nguồn tin từ kênh Military Summary, lực lượng quân đội Nga trong ngày qua đã tiến hành đẩy lùi mọi nỗ lực của các nhóm vũ trang thân Ukraine nhằm vượt qua biên giới ở khu vực Belgorod và Kursk. Đồng thời, họ cũng đã bắn hạ được tất cả các tên lửa mà Ukraine phóng vào lãnh thổ. Theo đó, để đáp lại những động thái có tính khiêu khích, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố lực lượng Moscow đã thiết lập quyền kiểm soát làng Mine gần Kuli-Epole ở mặt trận Zaporizhia. Sự kiện quan trọng này cũng được xác nhận bởi kênh Riba. Kênh này cho biết thêm rằng, bất chấp các cuộc phản công của Ukraine, lực lượng Moscow vẫn giữ vững vị trí của mình. Với thắng lợi đó, lực lượng Moscow đang dần áp sát tuyến đường cao tốc T-08-14 với mục đích cắt đứt huyết mạch hậu cần của Ukraine tới thành phố Kuli-Epole, một trong những cụm cứ điểm phòng thủ quan trọng ở Nam Zaporizhia. Bên cạnh đó, cũng có những thông tin cho biết Nga đã giành quyền kiểm soát làng Ivanivske ở phía tây Bakhmut. Tin này được xác thực sẽ đồng nghĩa với việc lực lượng Moscow đã giành được thắng lợi chiến thuật quan trọng, mở toang cánh cửa thép chốt giữ phía đông Chasovka để tiến hành bao vây thành phố trên cao. Còn tại khu vực Avdiivka,
Phóng viên quân sự Evgeny Lysitsyn đưa tin cho biết Ukraine tiến hành các cuộc phản công ở làng Berdychi. Những trận chiến khốc liệt tiếp tục diễn ra ở Tonenkoze và Olivka. Tình hình ở Pervomaisky vẫn không thay đổi. Tuy nhiên, kênh Riba cho biết lực lượng Moscow đang tiến sâu hơn vào Pervomaisky. Bước tiến của họ được chứng minh bằng các cảnh quay cho thấy đội hình của Ukraine rút lui. Phóng viên Lysitsyn cho biết, tại mặt trận Zaporizhia, trong khu vực gần Orekhov, lực lượng Moscow đã tiến được về phía trung tâm Rabotino. Trong khu vực Verbovoy, diễn ra những trận chiến. Ở khu vực Vremensky, tình hình vẫn ổn định và không có thay đổi đáng kể. Tại Bakhmut, giao tranh tích cực vẫn tiếp diễn khi quân Nga tiếp tục tấn công vào Podanovka và các trận chiến giành vị trí diễn ra ở khu vực Krasnoye, Ivanovsk và Klechiivka. Theo Riba, trong ngày thứ 6 liên tiếp, các cuộc giao tranh vẫn tiếp diễn ở khu vực biên giới thuộc vùng Belgorod, nơi lực lượng thân Ukraine không ngừng cố gắng đột nhập vào lãnh thổ Nga. Các nhóm vũ trang Ukraine vẫn đang hoạt động trong khu vực Kuzinka, nơi mà vào thứ Năm 14 tháng 3, họ thậm chí còn cố gắng kiểm soát khu vực này bằng cách đột kích thẳng đứng bằng trực thăng. Hiện tại, cuộc giao tranh diễn ra ở vùng ngoại ô phía tây của khu định cư. Lực lượng Ukraine đang hỗ trợ bởi không quân lục quân, phóng rocket không điều khiển tới các vị trí của Nga. Một trong những cuộc xuất kích này kết thúc với việc lữ đoàn súng trường cơ giới 138 đã phát hiện và bắn hạ một chiếc Mi-28 của Ukraine bằng tên lửa phòng không Vagvaiva-3. Nó rơi gần làng Lukashovka. Tại Kharkov, vì lo sợ bị tấn công, chính phủ Ukraine trong hai ngày qua được cho là đang khẩn trương sơ tán dân. Kênh Suryak Map dẫn thông tin từ chính phủ Ukraine thông báo sơ tán 55 khu định cư ở tỉnh Kharkov nằm gần biên giới Nga. Cùng với lệnh sơ tán được ban hành vào tháng 8 năm ngoái, tổng số khu định cư thuộc diện nguy hiểm đã vượt quá 100 địa phương. Dân số khu vực này liên tục bị suy giảm do sự gia tăng các hoạt động quân sự. Mặc dù vẫn còn quá sớm để nói về một chiến dịch của Moscow ở Kharkov, nhưng chắc chắn rằng Bộ Chỉ huy Ukraine nhận thức được mối nguy hiểm do việc lực lượng đối phương tập trung ở bên kia biên giới, trong khi các vị trí của họ ở sườn phía đông đang dần suy yếu do hậu cần ngày càng tồi tệ. Vì lý do này, lực lượng Ukraine ở khu vực này sẽ được tăng cường các tuyến phòng thủ và một số đơn vị mới. Báo cáo tối 17 tháng 3 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, trong ngày cuối tuần vừa qua, đối phương đã 25 lần cố gắng xuyên thủng hàng phòng ngự của Ukraine theo hướng Novopavlov. Ở Avdiivka, lực lượng phòng thủ đã đẩy lùi 11 đợt tấn công của đối phương. Báo cáo có đoạn, trong ngày, 63 cuộc đụng độ quân sự đã được ghi nhận. Tổng cộng đối phương đã phóng 7 tên lửa và tiến hành 55 cuộc không kích, đồng thời thực hiện 62 cuộc tấn công từ hệ thống pháo phản lực phóng loạt. Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định lực lượng của họ đã đẩy lùi các đợt tấn công của đối phương ở Kupiansk, Liman, Bakhmut, Avdiivka, Novopavlov của Mariinka, Orekhov của Zaporizhia và Kherson. Trong ngày, máy bay Ukraine đã tiến hành không kích vào 6 khu vực tập trung nhân lực, vũ khí trang bị của đối phương. Các đơn vị tên lửa đã đánh trúng 2 khu vực tập trung quân Nga, báo cáo viết. Theo thống kê mà quân đội Ukraine công bố ngày 17 tháng 3, lực lượng Nga tuần qua hứng chịu thương vong với con số 5.760 người và mất 51 xe tăng. Trong số này, Nga được cho là đã thiệt hại 1.160 quân nhân và 51 xe tăng trong vòng 24 giờ. Giới chức Nga trước bình luận về thông tin mà Ukraine đưa ra. Bộ Quốc phòng nước này cùng ngày cho biết Ukraine tổn thất gần 900 quân trong ngày qua. Trong thông cáo được đưa ra vào ngày 15 tháng 3, cơ quan này nói rằng Ukraine mất gần 6.800 binh sĩ trong một tuần. Nick Renon, chuyên gia về tác chiến trên bộ tại Viện Nghiên cứu Quốc phòng và An ninh Hoàng gia Anh, RUSI, nhận định con số mà Ukraine đưa ra hoàn toàn hợp lý nếu bao gồm số quân nhân Nga thiệt mạng, bị thương hoặc thiệt mạng trong các tình huống không liên quan đến chiến đấu. Bộ Quốc phòng Anh đầu tháng này cho rằng thương vong trong tháng 2 của Nga cao nhất kể từ khi xung đột giữa nước này với Ukraine bùng phát tháng 2 năm 2022. Theo cơ quan này, Nga có thể chịu thương vong tới hơn 335.000 người. Bộ Quốc phòng Anh hồi đầu tháng này từng nhận định mức thương vong trung bình mỗi ngày gia tăng phản ánh cách Nga theo đuổi cuộc chiến tiêu hao và hình thức tác chiến quy mô lớn. Dù gây tổn thất nhân sự, chiến thuật này đã tăng áp lực lên vị trí của Ukraine trên chiến tuyến. Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK có trụ sở tại Mỹ, hai bên chịu tổn thất nặng nề khi Nga tiến công và kiểm soát hai ngôi làng Tonenkoe và Nevenskoe phía tây nam thành phố Avdiivka thuộc tỉnh Donetsk. Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine tuyên bố lực lượng nước này đã đẩy lùi 11 đợt tấn công của Nga quanh Tonenkoe và Nevenskoe, cũng như đẩy lùi đợt phản công của đối phương gần đó. Trong bài phát biểu diễn ra vào tối 17 tháng 3, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho rằng trong bối cảnh giao tranh ác liệt, sự khó khăn của lực lượng vũ trang là do sự thiển cận rõ ràng của một số đối tác. Ông nói, rất biết ơn vì máy bay không người lái Canada đã tham gia liên minh của chúng tôi. Đây là những vũ khí đã được chứng minh rất hiệu quả. Và trong điều kiện giao tranh khó khăn như vậy,
sự khó khăn của quân đội Ukraine rõ ràng là do sự thiển cận của một số đối tác. Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo cũng cảm ơn các đối tác vì đã cung cấp hoặc phê duyệt các gói hỗ trợ trong tuần này. Tổng thống Zelensky bày tỏ, chúng tôi cảm ơn nước Mỹ vì gói viện trợ và điều rất quan trọng là sự ổn định được khôi phục để hỗ trợ cho việc phòng thủ của chúng tôi. Bây giờ, và chính lực lượng phòng thủ Ukraine của chúng tôi trong cuộc chiến này sẽ quyết định liệu Tổng thống Putin có thể mở rộng khu vực đổ nát ở châu Âu và thế giới hay không. Ngăn chặn ông Putin ngay bây giờ có lợi nhất cho tất cả mọi người. Ông cũng cảm ơn Đan Mạch về gói viện trợ quốc phòng mới nhất và Đức vì các bước đi hàng tuần để hỗ trợ đất nước và người dân của chúng tôi, cũng như tất cả các quốc gia tham gia sáng kiến của Séc mua đạn pháo cho Ukraine. Ông Zelensky đặc biệt lưu ý Hy Lạp vì nước này hiểu rõ ràng về các mối đe dọa đối với mọi người ở châu Âu. Ông Zelensky bày tỏ, hôm nay tôi cũng muốn ghi nhận sự lãnh đạo của Pháp ở châu Âu. Chúng tôi đánh giá cao cách Tổng thống Macron đang phát triển quan điểm chiến lược cho châu Âu, triển vọng về an ninh thực sự lâu dài. Điều này chỉ có thể thực hiện được nhờ sự thất bại của ông Putin trong cuộc chiến này. Theo kết quả kiểm phiếu sơ bộ, Tổng thống Nga Vladimir Putin, 71 tuổi, vừa qua đã chính thức tái đắc cử với chiến thắng áp đảo. Với kết quả này, ông Putin sẽ đắc cử nhiệm kỳ thứ 5 và trở thành người lãnh đạo Nga trong 6 năm tới. Ông là Tổng thống Nga các nhiệm kỳ 2000-2004, 2004-2008, 2012-2018, 2018-2024 và giữ vị trí Thủ tướng Nga giai đoạn 2008-2012. Ông Putin đắc cử năm 2012 và 2018 với lần lượt 63,6% và 76,69% số phiếu. Trước kết quả này, sáng 18 tháng 3, hãng tin Reuters đã dẫn lại phản ứng của các nước phương Tây với cuộc bầu cử Tổng thống Nga vừa qua. Theo đó, một số nước như Mỹ, Đức, Anh, Ba Lan nhìn chung đều ra tuyên bố theo hướng chỉ trích. Bộ Ngoại giao Đức bình luận kết quả bầu cử Nga sẽ không làm ai ngạc nhiên. Theo báo New York Times, trong tuyên bố ngày 17 tháng 3, bà Adrienne Watson, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia của Tổng thống Mỹ Joe Biden, cũng gọi chiến thắng của ông Putin không đáng ngạc nhiên. Bà Watson cáo buộc cuộc bầu cử Tổng thống Nga không tự do và không công bằng, đồng thời viện dẫn chuyện một số nhân vật bị cấm ra tranh cử Tổng thống ở Nga. Đáp trả lại với những lời chỉ trích trên, sáng 18 tháng 3, phát biểu tại trụ sở chiến dịch tranh cử của mình ở thủ đô Moscow, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã lên tiếng phản hồi. Theo đài Russia Today, Tổng thống Putin nói, với việc chỉ trích các tiến trình dân chủ ở nước khác và sử dụng các nguồn lực để chèn ép ứng cử viên Tổng thống ngay trong nước Mỹ, Washington đã trở thành trò cười cho thế giới. Ông Putin nhận định, cả thế giới đang cười nhạo những gì diễn ra ở Mỹ, đồng thời chỉ ra rằng Nga đang hành xử kiềm chế hơn so với các đối thủ của họ ở các nước khác. Nhưng đây chỉ là thảm họa, chứ không phải nền dân chủ. Ông Putin cho rằng, chính quyền Mỹ đang sử dụng tất cả các sức mạnh và nguồn lực của mình để tấn công một trong những ứng cử viên Tổng thống của chính nước này. RT nhận định rằng lời nói của ông Putin dường như đang ám chỉ đến cựu Tổng thống Donald Trump, người đang phải đối mặt với các thách thức pháp lý. Trong cuộc phỏng vấn trước bầu cử, ông Putin đã khẳng định Nga không can thiệp vào các cuộc bầu cử của nước ngoài và sẽ làm việc với bất kỳ Tổng thống đắc cử nào của Hoa Kỳ. Kết quả sơ bộ do Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga CEC công bố cho thấy với hơn 50% số phiếu đã được kiểm đếm trong cuộc bầu cử từ ngày 15 tới ngày 17 tháng 3, ông Putin giành chiến thắng với 87,3% phiếu bầu, tỷ lệ cao kỷ lục trong lịch sử nước Nga hiện đại, bỏ xa ba ứng cử viên còn lại. Chủ tịch CEC Ella Pavlova cho biết hơn 1.000 quan sát viên và chuyên gia đến từ 129 nước đã đến quan sát tiến trình bầu cử tổng thống. Đoàn quan sát viên từ Cộng đồng các quốc gia độc lập SNG gồm 149 thành viên cho biết việc bỏ phiếu diễn ra êm ả, có tổ chức và không có bất kỳ sai lệch nào. Người đứng đầu phái đoàn, Phó Tổng Thư ký SNG Inkhom Nematov cho biết phái đoàn đi giám sát tại 28 khu vực trên toàn Nga và nhận thấy tất cả các địa điểm đều được trang bị các phương tiện kỹ thuật và tài liệu thông tin cần thiết. Trong khi đó, phát biểu trước báo chí và những người ủng hộ tối 17 tháng 3 sau cuộc bầu cử Tổng thống Nga, ông Putin khẳng định Nga biết rõ việc NATO thúc đẩy triển khai quân ở Ukraine. Chủ nhân Điện Kremlin cho hay, chúng tôi nghe thấy những người nói tiếng Pháp, tiếng Anh ở đó. Điều này không có gì tốt đẹp cả. Trước hết là với họ, lực lượng NATO, bởi vì họ sẽ phải bỏ mạng ở đó, bỏ mạng rất nhiều. Ông cũng cảnh báo nguy cơ xảy ra xung đột toàn diện giữa NATO và Nga. Ông nói, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra trong thế giới hiện đại, nhưng mọi người đều biết rằng, từ đó, xung đột Nga-NATO đến Thế chiến thứ ba rất gần, song không phải ai cũng quan tâm. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cuối tháng trước tuyên bố phương Tây không loại trừ phương án đưa quân vào hỗ trợ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. Ông Macron sau đó nêu rõ, việc đưa quân vào Ukraine không có nghĩa là triển khai lực lượng tham chiến trực tiếp, mà có thể chỉ là hỗ trợ huấn luyện cho quân đội Ukraine. Ông khẳng định Pháp không muốn xung đột trực tiếp với Nga. Tuy nhiên, theo quan điểm của ông Putin, việc đưa lực lượng quân sự đến hỗ trợ huấn luyện cho Ukraine cũng không khác nhiều so với những gì mà các lính đánh thuê nước ngoài đang làm ở đây. Nga cảnh báo, phương Tây triển khai quân ở Ukraine chỉ khiến xung đột leo thang và có thể châm ngòi cho một cuộc chiến hạt nhân. Tổng thống Putin cho biết, ông mong muốn ông Macron ngừng làm trầm trọng thêm cuộc xung đột ở Ukraine
thay vào đó hãy đóng vai trò tìm kiếm hòa bình. Ông Putin nói, dường như Pháp vẫn có thể đóng một vai trò, cơ hội vẫn còn. Chúng tôi đã tuyên bố rất nhiều lần rằng chúng tôi luôn sẵn sàng đàm phán, nhưng không phải là vì đối phương Ukraine đang cạn kiệt đạn dược. Chúng tôi luôn sẵn sàng nếu họ thực sự nghiêm túc, muốn xây dựng mối quan hệ láng giềng hòa bình, tốt đẹp lâu dài giữa hai nước, chứ không chỉ đơn giản là tạm dừng tái vũ trang trong 1,5 đến 2 năm. Cũng trong bài phát biểu của mình, ông Putin tuyên bố ông sẽ làm mọi việc có thể để hoàn tất chiến dịch quân sự ở Ukraine. Ông cho biết quân đội Nga đang tiến công mỗi ngày và giành ưu thế chủ động trên chiến trường Ukraine. Trả lời câu hỏi liệu Nga có tìm cách kiểm soát vùng Kharkov ở đông bắc Ukraine hay không, ông Putin cho biết nếu các cuộc tấn công của Ukraine qua biên giới tiếp tục, Moscow sẽ tạo ra một vùng đệm an ninh để bảo vệ lãnh thổ Nga, chủ nhân Điện Kremlin cho hay. Với những gì xảy ra hiện nay, tôi không loại trừ điều đó. Ở một thời điểm nào đó mà tôi cho là phù hợp, chúng tôi sẽ tạo ra một vùng đệm an ninh nhất định trên vùng lãnh thổ mà hiện giờ vẫn do chính quyền Kiev kiểm soát. Ông Putin không nêu chi tiết, nhưng cho biết vùng đệm an ninh đó phải đủ lớn để ngăn chặn vũ khí do nước ngoài sản xuất tiếp cận lãnh thổ Nga. Trong thời gian qua, NATO đang ngày càng thể hiện sức mạnh của mình trong việc tăng cường sự hiện diện quân sự tại những khu vực trọng yếu của châu Âu. Hãng tin Euronews vừa qua cho biết, trên lãnh thổ Romania, việc xây dựng căn cứ quân sự lớn nhất của NATO ở châu Âu đã bắt đầu, chi phí ước tính ở mức 2,5 tỷ euro. Cơ sở quân sự nói trên là phần mở rộng của căn cứ không quân Mihail Koganisianu, sẽ có diện tích 2.800 ha và tổng chu vi 30 km. Tối đa 10.000 quân nhân NATO và các thành viên gia đình của họ sẽ có thể sống lâu dài tại đây. Địa điểm nói trên sẽ được trang bị đường băng, nhà chứa máy bay, cơ sở lưu trữ và bố trí vũ khí, nhiên liệu, chất bôi trơn, thiết bị mô phỏng cũng như trường học, nhà trẻ, cửa hàng và bệnh viện. Ngoài căn cứ nói trên, Ukraine và Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương sẽ thành lập một trung tâm huấn luyện JATEC, trung tâm phân tích, đào tạo và giáo dục chung giữa NATO và Ukraine tại thành phố Bydgoszcz của Ba Lan. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói thêm rằng không chỉ Ukraine mà cả NATO cũng cần có một trung tâm như vậy ở Ba Lan. Ông Stoltenberg không tiết lộ chi tiết về công việc và chức năng của trung tâm mà chỉ nói rằng nó sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình chia sẻ kinh nghiệm. Hiện tại có thông tin cho rằng cuộc họp đầu tiên của nhóm dự án JATEC đã diễn ra. JATEC với tư cách là một chương trình kéo dài nhiều năm là một phần quan trọng trong gói hỗ trợ toàn diện của NATO. Vì vậy cần cung cấp hỗ trợ nguồn lực đầy đủ cho công việc nhằm đảm bảo thực hiện các mục tiêu đầy tham vọng mà những người khởi xướng dự án đặt ra. Cuộc xung đột Nga-Ukraine đã bước sang năm thứ 3 với tình thế được cho là không mấy khả quan dành cho Ukraine. Để thu thập và xử lý tất cả các dữ liệu chiến thuật và chiến lược, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO vừa qua đã thiết lập một trung tâm phân tích đặc biệt ở Ba Lan. Theo Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg, trung tâm mới được thành lập này sẽ cho phép Ukraine chia sẻ những bài học được rút ra từ cuộc chiến của Nga. Việc tìm cách rút ra được những kết luận về chiến lược và tác chiến từ một cuộc chiến đang diễn ra là khá khó khăn. Câu trả lời sẽ phụ thuộc vào nhiều biến số mà hầu hết vẫn chưa biết được. Tuy nhiên, ít có ai ngờ rằng cuộc xung đột lớn nhất này của châu Âu kể từ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai sẽ làm thay đổi tương lai của các cuộc giao tranh. Theo các chuyên gia, về chiến lược, cả hai đều đang cố gắng phá vỡ ý chí chính trị của đối phương. Các hoạt động quân sự của cả hai phía đều nhằm mục đích gây thương vong nhiều hơn là chiếm hoặc giữ lãnh thổ. Những bước tiến đôi khi chỉ một vài km nhưng lại phải trả giá rất lớn. Ukraine đang sử dụng lực lượng đặc biệt, máy bay không người lái và vũ khí tầm xa để tấn công sâu vào khu vực hậu phương của Nga, đồng thời tấn công có chọn lọc các mục tiêu chính trị và kinh tế. Tổng thống Volodymyr Zelensky dường như đã nhận ra rằng quân đội của ông thiếu khả năng và đất nước của ông thiếu nguồn nhân lực để giành lại vùng lãnh thổ đã mất. Không còn nghi ngờ gì khi chiến sự Ukraine đã mang đến cho các công nghệ mới với sự thúc đẩy bất ngờ. Đồng thời, cuộc chiến này cũng là một lời nhắc nhở rằng công nghệ không phải là tất cả. Bà Stacy Petizon, giám đốc chương trình quốc phòng tại Trung tâm An ninh Mỹ, một tổ chức tư vấn nhận định, xung đột tại Ukraine đã trở thành một cuộc chiến tiêu hao sức lực khi mỗi bên đều cố gắng làm suy yếu bên kia, một mô hình được cho là đã lỗi thời. Một cuộc cách mạng công nghệ thực sự đang xảy ra. Ngay cả ở những khu vực xa xôi nhất, nơi từng và vẫn là một trong những khu vực nghèo nhất của châu Âu, binh lính Ukraine giờ đây vẫn theo dõi trận chiến thời gian thực trên máy tính bảng. Họ sử dụng UAV điều khiển từ xa để tiêu diệt xe tăng của đối phương mà không cần rời khỏi chỗ ẩn nấp. UAV hiện được sử dụng với số lượng rất lớn, không chỉ cho nhiệm vụ trinh sát mà còn cho nhiệm vụ chiến đấu. UAV có thể tấn công và tiêu diệt xe tăng, nhưng chúng cũng có thể đâm xuyên qua chiến hào và bay lượn phía trên mục tiêu cho đến khi tìm được thời điểm thích hợp để tấn công, điều mà đạn pháo không làm được và chúng có thể được sản xuất hàng loạt với số lượng đáng kinh ngạc. Ukraine có kế hoạch sản xuất khoảng 1,5 triệu UAV trong năm 2024 và Tổng thống Volodymyr Zelensky vừa cho phép thành lập một quân chủng mới trong quân đội của ông, lực lượng không người lái chỉ dành riêng cho cuộc chiến UAV. Tuy nhiên, Nga cũng rất giỏi trong lĩnh vực này.
Nếu như ban đầu, Nga nhập khẩu UAV từ Iran và sử dụng chúng làm bom cầm, thì sau này quân đội Nga đã phát triển UAV cảm tử mạnh mẽ cho tầm trung và tầm xa. Cả hai bên hiện đang đều phát triển các chiến lược sử dụng đội hình UAV để tấn công binh lính và trang thiết bị quân sự. Theo người đứng đầu hoạt động của lực lượng không quân Mỹ ở châu Âu và châu Phi, tướng Samet Hacker, các lực lượng Ukraine đã khám phá ra một số giải pháp sáng tạo để phát hiện UAV Nga. Tạp chí Economic của Anh nhận định, một cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine làm nổi bật tầm quan trọng ngày càng tăng của UAV đối với tác chiến hiện đại trên bộ, trên biển và trên không. Theo một nghĩa nào đó, máy bay có người lái đã và đang nhường chỗ cho máy bay điều khiển từ xa trong cuộc chiến giành quyền kiểm soát trên không ở Ukraine. Tuy nhiên, ngoài những cuộc tấn công từ trên không, UAV kết hợp với các thiết bị quang học và định vị mới, cũng như trí tuệ nhân tạo, đã làm thay đổi khoa học của các cuộc giao tranh theo những cách thức thậm chí còn sâu sắc hơn. UAV do thám cung cấp cho quân đội cái nhìn tổng quan về tình hình trên thực địa, và nhờ có camera hồng ngoại, việc giám sát chiến trường giờ đây được thực hiện suốt ngày đêm, theo thời gian thực và với mức độ chi tiết không thể hình dung được ngay cả chỉ cách đây vài năm. Tất cả các thông tin này được đưa vào các nền tảng chỉ huy như hệ thống quản lý chiến trường và nhận biết tình hình Delta được Ukraine phát triển với sự giúp đỡ của NATO. Phần mềm khai thác dữ liệu và trí tuệ nhân tạo có thể tạo ra hàng nghìn sự tương quan trong vài giây và sau đó giúp đưa ra những quyết định nhanh chóng trên chiến trường. Các kết nối Internet được liên kết với vệ tinh, sau đó có thể cung cấp tọa độ các chiến trường tương lai đến cấp độ cá nhân từng binh lính. Kết quả là yếu tố bất ngờ trong chiến sự đã thực sự biến mất. Các hàng xe tăng của đối phương được nhìn thấy trước cả khi chúng di chuyển và theo đúng nghĩa đen là vài giây sau khi đạn pháo của đối phương khai hỏa. Chỉ riêng sự phát triển này sẽ buộc các lực lượng quân đội trên toàn thế giới phải suy tính lại các học thuyết lâu đời về việc tiến hành các cuộc tấn công bằng các đội hình đông đảo. Tuy nhiên, bất chấp tất cả những công nghệ mang tính tương lai này, những hình ảnh mà giờ đây chúng ta có được từ Ukraine hầu như vẫn là hình ảnh người lính lê lết qua bùn lầy và các thành phố bị pháo binh biến thành đống đổ nát. Không chỉ vậy, với tất cả những chiếc UAV được sản xuất hàng loạt này sắp rời khỏi dây chuyền lắp ráp, phương Tây hiện vẫn đang tích cực cung cấp cho Ukraine những quả đạn pháo, trong khi các ngành công nghiệp của Nga đang trong tình trạng chiến sự với năng lực sản xuất chưa từng thấy kể từ chiến tranh thế giới thứ hai. Phải chăng mọi vũ khí mới đều sớm tìm ra liều thuốc giải độc? Ukraine được cho là đang mất tới 10.000 UAV mỗi tháng do việc gây nhiễu điện tử của Nga. Thiết bị gây nhiễu cầm tay giờ đây có thể khiến một số UAV nhỏ hơn trở nên vô dụng, trong khi tên lửa phòng không dẫn đường chống lại các loại máy bay tinh vi hơn. Do đó, pháo binh vẫn là một vũ khí mạnh mẽ bất chấp tất cả những gì UAV đang tạo ra. Pháo binh gây ra nhiều thương vong hơn so với bất kỳ loại vũ khí nào khác trong mọi cuộc chiến, và cuộc xung đột ở Ukraine cũng không phải ngoại lệ. Theo các ước tính, có tới 80-90% thương vong của Ukraine là do hỏa lực của pháo binh. Và vì Ukraine bán tổng cộng khoảng 1,65 triệu quả đạn pháo chỉ trong năm đầu tiên của cuộc chiến, nên có lý do khi tin rằng chính loại vũ khí này đã gây ra phần lớn thương vong cho Nga. Như vậy, UAV không thay thế được pháo binh, chúng chỉ là vũ khí bổ sung. Điều tương tự cũng áp dụng cho xe tăng. Những hình ảnh ghi lại cảnh hàng nghìn chiếc xe tăng chiến đấu của Nga bị UAV rẻ tiền của Ukraine tiêu diệt đã thu hút các nhà quan sát quân sự trên toàn thế giới và thuyết phục nhiều người trong số họ lập luận rằng kỷ nguyên của xe tăng đã qua đi. Tuy nhiên, thật thú vị khi lưu ý, cả Nga và Ukraine đều đã không từ bỏ những loại vũ khí này. Thay vào đó, hai bên đang chạy đua để sản xuất và có được các loại xe tăng mới. Bởi vì xe tăng chiến đấu chủ lực kết hợp với hỏa lực, tính cơ động và khả năng bảo vệ tổ lái theo cách mà không loại vũ khí nào khác có thể làm được. Ngày 18 tháng 3, thông báo của Ủy ban bầu cử Nga CEC cho biết, với gần 90% số phiếu được kiểm tra, Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin đã giành chiến thắng tỷ lệ dự kiến là 87,15% phiếu bầu. Trước đó, tối ngày 17 tháng 3, sau khi bầu cử kết thúc với kết quả sơ bộ cho thấy, Tổng thống Putin giành chiến thắng áp đảo, ông đã tới thăm trụ sở chiến dịch tranh cử tại Gosniti, Dovost, Moscow. Trước những người ủng hộ có mặt tại đây, ông Putin nhấn mạnh, nhân dân Nga là nguồn sức mạnh duy nhất của đất nước, đồng thời khẳng định mọi lá phiếu của cử tri sẽ được kiểm đếm. Theo ông, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu cao là do người dân Nga ý thức tầm quan trọng của tiếng nói của họ. Ông Putin phát biểu, trước hết tôi muốn cảm ơn người dân Nga, tất cả chúng ta là một, tôi muốn cảm ơn tất cả người dân Nga đã đến các điểm bỏ phiếu và bỏ phiếu. Lãnh đạo Nga nói, chiến thắng của ông sẽ cho phép Nga củng cố xã hội, cho thấy nước Nga đã đúng khi chọn con đường hiện tại. Chủ nhân Điện Kremlin khẳng định, mặc dù còn phải đối mặt với vô vàn thách thức, nhưng nước Nga sẽ vượt qua nếu có thể duy trì sự đoàn kết. Ông nhấn mạnh, bất kể ai tìm cách đe dọa, đàn áp ý chí của chúng ta bằng bất cứ cách nào, họ sẽ thất bại, kể cả ở hiện tại hay trong tương lai. Ông cảm ơn sự tin tưởng của người dân Nga. Ông cam kết, tôi sẽ cố gắng hết mình để giải quyết các nhiệm vụ đặt ra trước mắt đất nước và đạt được những mục tiêu mà tất cả chúng ta đều coi là ưu tiên cao nhất. Trong bài phát biểu, ông Putin cũng dành lời cảm ơn cho những người lính Nga tham gia chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine.
Ông Putin tuyên bố, ông sẽ làm mọi việc có thể để hoàn tất chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Ông cho biết, quân đội Nga đang tiến công mỗi ngày và giành thế chủ động trên chiến trường Ukraine. Trên Telegram, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, ông Dmitry Medvedev bày tỏ, tôi chúc mừng Tổng thống Vladimir Putin vì chiến thắng huy hoàng của ông trong cuộc bầu cử này. Trong khi đó, truyền hình nhà nước Nga ca ngợi sự ủng hộ to lớn dành cho Tổng thống Putin. Trái lại, một số nước phương Tây như Mỹ, Đức, Ba Lan, Anh đã ra tuyên bố về cuộc bầu cử Tổng thống Nga, nhưng nhìn chung theo hướng chỉ trích. Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel đã chúc mừng ông Putin một cách mỉa mai về chiến thắng vang dội từ ngày đầu tiên bỏ phiếu hôm 15 tháng 3. Theo kết quả sơ bộ, ông Putin 71 tuổi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga diễn ra 3 ngày vừa qua. Đứng sau Putin là các ứng cử viên Nikolai Kharitonov, dự kiến đứng thứ hai với 4,11% phiếu bầu, Vladislav Davankov 4,01% và Leonid Slutsky 3,11%. Ủy ban bầu cử Trung ương Nga sẽ phải công bố kết quả cuối cùng không muộn hơn ngày 28 tháng 3. Ứng viên nhận được hơn 50% phiếu bầu sẽ chiến thắng. Với kết quả sơ bộ được công bố, dự kiến Tổng thống Putin đắc cử nhiệm kỳ thứ 5 và lãnh đạo Nga trong 6 năm nữa, tới 2030. Trong bối cảnh cuộc xung đột Nga-Ukraine đã bước sang năm thứ 3, một số quan chức Ukraine phàn nàn quân đội nước này chưa thể đẩy lùi lực lượng Nga do các đồng minh phương Tây chậm bàn giao vũ khí theo cam kết viện trợ. Tuy nhiên, một số quân binh chủng của Ukraine đối mặt với tình trạng thiếu nhân sự trầm trọng hơn vấn đề vũ khí và đạn dược. Chứng kiến tình hình khó khăn của đất nước, nhiều cựu tù binh Ukraine quyết quay lại chiến trường. Được về nhà sau một năm bị Nga bắt làm tù binh, anh quyết định tiếp tục đến chiến trường dù gia đình anh cầu xin ở lại. Anh Feniuk, 34 tuổi, từng tham gia trận chiến bảo vệ Mariupol trước khi bị thương và bị lực lượng Nga bắt làm tù binh cùng với hơn 2.400 quân nhân Ukraine khi thành phố này thất thủ hồi tháng 5 năm 2022. Gần một năm sau, anh được trả tự do trong trạng thái suy kiệt về sức khỏe, nhưng anh vẫn quyết tâm quay lại chiến trường bất chấp những lời ngăn cản của gia đình. Từ thị trấn tiền tuyến Liman với tiếng pháo vang vọng gần đó, anh Feniuk nói với AFP rằng, người thân không ai muốn tôi quay trở lại chiến đấu, ít nhất là bởi tôi đã bị thương và bị giam cầm. Nhưng đây là quyết định của tôi. Tôi là một người đàn ông trưởng thành. Nhiều người không hiểu rằng nếu không hành động, chúng tôi sẽ chỉ có một kết cục duy nhất. Anh Feniuk cho biết cuộc xung đột vẫn tiếp diễn và anh cảm thấy mình không còn lựa chọn nào khác. Khi những người lính trẻ đang thiệt mạng dần và kinh nghiệm chiến trường của anh vẫn có thể hữu ích. Bác bỏ ý kiến cho rằng Nga sẽ sớm đàm phán để chấm dứt cuộc xung đột đã bước sang năm thứ ba. Anh nói, chúng ta phải tiếp tục vì mọi thứ sẽ không kết thúc dễ dàng như vậy. Lời kể của anh Feniuk đã cho thấy động lực khiến nhiều binh sĩ Ukraine vẫn kiên trì chiến đấu dù đã quá mệt mỏi sau 2 năm chiến sự. Kiev đang rơi vào tình thế nguy hiểm trên chiến trường do thiếu hụt nghiêm trọng đạn dược và nhân lực. Trong hàng loạt cuộc phỏng vấn mà AFP thực hiện ở khu vực miền đông Donetsk, nhiều binh sĩ Ukraine cũng nêu lý do sống Feniuk. Lực lượng Ukraine cho biết sau một số cuộc trao đổi tù binh, khoảng 900 binh sĩ bị bắt ở Mariupol vẫn nằm trong tay Nga. Họ từ chối cho biết có bao nhiêu người được Moscow trả về đã quay trở lại mặt trận như Feniuk vì lo ngại việc này có thể gây khó khăn cho những cuộc trao đổi tù binh khác. Anh Vyacheslav Siri, 28 tuổi, cũng bị lực lượng Nga bắt khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ra lệnh cho các quân nhân cố thủ trong hầm ngầm dưới nhà máy thép Azovstal ở Mariupol ngừng giao tranh. Anh nói, cảm giác lúc đó rất tồi tệ. Trước hết, đó là nỗi hổ thẹn khi thất bại. Sau tất cả những điều kinh hoàng đã trải qua, bạn vẫn phải đầu hàng. Số phận của bạn phụ thuộc hoàn toàn vào đối phương. Anh Siri vẫn nhớ những trận chiến hỗn loạn chống quân đội Nga có nhân lực và hoàn lực áp đảo, khiến anh bị thương với mảnh đạn găm vào chân. Cả Siri và Feniuk đều bị giam trong nhà tù Olenivka ở vùng Donetsk, nơi từng bị pháo kích hồi tháng 7 2022, khiến hàng chục tù nhân thiệt mạng. Kiev và Moscow đã đổ lỗi cho nhau về cuộc tấn công này. Với Siri, quyết định quay lại mặt trận là điều tất yếu, bất chấp nỗi kinh hoàng và mệt mỏi sau gần một năm bị giam cầm. Anh cho hay, sau khi được thả, chúng tôi thậm chí không nói một lời nào về việc đó. Chúng tôi chỉ nói về thời điểm quay lại và làm thế nào để quay lại mặt trận càng sớm càng tốt. Anh Siri mới cưới vợ, nhưng cả hai hiểu với nhau rằng anh chắc chắn phải quay lại chiến trường. Anh Siri nói, cô ấy biết rõ tôi muốn gì. Vợ có chung niềm tin với tôi và nếu tôi không đi, cô ấy sẽ là người đi. Trên khắp miền đông Ukraine, những bảng quảng cáo tuyển quân được dựng lên khắp nơi. Tòa thị chính ở trung tâm thủ đô Kiev đang treo một tấm biểu ngữ lớn kêu gọi Nga trao trả tự do cho những quân nhân Mariupol vẫn bị bắt giam. Hàng chục người Ukraine đã tụ tập ở trung tâm Kiev mỗi tuần để giơ biểu ngữ và kêu gọi chính quyền thúc đẩy Nga thả những người bị bắt còn lại. Cả Syria và Feniuk đều cho biết động lực khiến họ tiếp tục muốn chiến đấu còn nằm ở việc một số đồng đội của họ vẫn bị giam tại các nhà tù Nga.
Siri cho biết, mỗi ngày tôi đều nghĩ về những người mà tôi đã ở bên và hy vọng họ sẽ sớm quay trở lại. Đó là nỗi ám ảnh và gánh nặng không bao giờ rời bỏ bạn, không thể thoát khỏi chúng cho đến khi tất cả những người anh em của bạn được trả tự do. Trong những ngày gần đây, Ukraine dường như đã tấn công Nga bằng máy bay không người lái UAV Tupolev 143 thời Liên Xô, một phần trong chiến dịch tập kích sâu của Kiev. Theo đó, một số tài khoản mạng xã hội quan sát chiến sự Ukraine đã đăng ảnh chụp mảnh vỡ, được cho là của Tu-143 rơi ở tỉnh Bryansk của Nga, giáp danh Ukraine. Là máy bay không người lái trinh sát thế hệ đầu tiên từ thời Liên Xô, hai mẫu Tu-141 và Tu-143 dùng động cơ phản lực học có thiết kế không hiện đại nhưng hiệu quả. Hai mẫu UAV này dài gần 1m5, nặng 7 tấn, có thể mang theo đầu đạn nặng cả 100kg. Chiếc Tu-141-143 cất cánh lần đầu tiên vào năm 1974. Tupolev đã chế tạo 142 chiếc Tu-141 tại nhà máy ở Kharkiv, miền đông Ukraine. Chúng hoạt động cho đến năm 1989. Khi xung đột lần đầu xảy ra ở Ukraine vào năm 2014, quân đội của Kiev bắt đầu lôi một số chiếc Tu-141 và Tu-143 ra khỏi kho để tân trang và sử dụng. Velikhai được Nga hậu thuẫn đã bắn hạ ít nhất 2 chiếc Tu-143 ở miền đông Ukraine vào năm 2014. Để tập kích sâu trong lãnh thổ Nga, không quân Ukraine có thể dùng oanh tạc cơ Sukhoi Su-24 cùng tên lửa hành trình Storm Shadow hoặc Scalp Eagle có tầm bắn 300km, nhưng số lượng các loại tên lửa này rất hạn chế, trong khi Su-24 có giá trị lớn nên khó được dùng cho những nhiệm vụ mạo hiểm. Do đó, Tu-141-143 là lựa chọn thay thế phù hợp với tốc độ hơn 900km/h và tầm bay dự kiến trong khoảng cách hơn 1.600km. Sau khi loại bỏ camera và thêm đầu đạn, Tu-141-143 trở thành tên lửa hành trình không còn là UAV trinh sát. Từ tháng 3 năm 2022, không quân Ukraine nhiều khả năng đã sửa đổi một số chiếc Tu-141-143 để tập kích Nga. Một chiếc Tu-141 được cho là mang theo bom đã trạch hướng và rời ở Croatia ngày 10 tháng 3 2022. Mùa hè năm 2022, Ukraine đã huy động ít nhất 2 chiếc Tu-143 không kích tại gần tỉnh Kherson, miền Tây nước Nga, cách Ukraine 80km. Phòng không Nga đã bắn hạ cả 2 chiếc. Ngày 5 tháng 12 năm 2022, loại UAV này cuối cùng vượt qua được phòng không Nga và tấn công 2 căn cứ máy bay ném bom. Theo Forbes, tổng cộng 14 chiếc Tu-141 và Tu-143 đã bị bắn rơi trong năm đầu chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine. Trong tuần trước, Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm, SIPRI tại Thụy Điển công bố một dữ liệu cho thấy ngành xuất khẩu vũ khí hùng mạnh của Nga đang bị ảnh hưởng trong bối cảnh cuộc xung đột giữa nước này và Ukraine chưa có hồi kết. Theo SIPRI, Nga đã tụt xuống vị trí thứ 3 sau Mỹ và Pháp trong danh sách các nhà xuất khẩu vũ khí lớn nhất thế giới. Đây là lần đầu tiên mà Nga tụt hạng kể từ khi SIPRI bắt đầu thống kê từ những năm 1950. Ngày 17 tháng 3, tình báo Anh đã có những nhận định về những con số thống kê mà SIPRI cung cấp. Theo phía Anh, Nga giảm xuất khẩu vũ khí trong thời gian qua là vì họ đang ưu tiên các thiết bị sản xuất được dành cho cuộc chiến kéo dài hơn 2 năm qua ở Ukraine. Cuộc đối đầu này đã chuyển thành cuộc chiến tiêu hao khốc liệt và Nga, một cường quốc quân sự, vẫn đang chiếm ưu thế trước Ukraine khi viện trợ phương Tây trở nên nhỏ giọt. Ngoài ra, Anh cho rằng Nga mất khách mua vũ khí vì nhu cầu của người mua giảm. Các quốc gia khách hàng của Nga dường như lo ngại về nguy cơ bị phương Tây trừng phạt nếu mua vũ khí do Moscow sản xuất. Sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine, họ đã trở thành mục tiêu của hơn 17.500 lệnh trừng phạt từ Mỹ và đồng minh tính đến cuối năm ngoái. Con số này từ nay có thể đã tăng lên, biến Nga trở thành quốc gia bị cấm vận nhiều nhất thế giới. Theo SIPRI, Nga đã tụt xuống vị trí thứ 3 sau Mỹ và Pháp trong danh sách các nhà xuất khẩu vũ khí lớn nhất thế giới. Đây là lần đầu tiên mà Nga tụt hạng kể từ khi SIPRI bắt đầu thống kê từ những năm 1950. Tổ chức trên nhận định, xuất khẩu vũ khí của Nga đã giảm 53% nếu so với khoảng thời gian 2014-2018 với 2019-2023. Số lượng khách hàng quan trọng của Nga đã giảm từ 31 xuống còn 12 quốc gia trong 5 năm qua. Tháng trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết sản lượng của ngành công nghiệp quốc phòng Nga đang tăng trưởng đều đặn. Theo ông Putin, sản lượng xe tăng ở Nga đã tăng gấp 5 lần kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự và sản xuất ô tô đã tăng gấp 7 lần. Ông cũng lưu ý rằng việc sản xuất xe chiến đấu bộ binh đã tăng hơn 3,5 lần. Hồi tháng 1 năm nay, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Alexei Krivorukko cho biết lực lượng vũ trang nước này sẽ nhận được hơn 36.000 thiết bị quân sự và 16,5 triệu vũ khí trong năm nay. Quan chức trên cho hay con số này cao gấp nhiều lần so với 2 năm trước. Trong thời gian gần đây, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã thường xuyên xuất hiện với một đôi giày thể thao mới, thay thế cho các loại giày da trước đây. Ngay lập tức, đôi giày của ông Biden đã tạo ra rất nhiều cuộc tranh luận tại Mỹ vì thiết kế khá kỳ lạ.
một số suy đoán cho rằng đôi giày được thiết kế để tránh vấp ngã. Bản tin của chương trình truyền hình Inside Edition tiết lộ, đôi giày của Tổng thống Mỹ được miêu tả như mỏ neo hoặc cầu tàu bởi phần đế cao và dày. Tuy nhiên, đây thực tế là một mẫu giày do hãng Hoka sản xuất, được thiết kế để tạo cảm giác thoải mái và hỗ trợ người dùng tối đa khi đi bộ. Inside Edition cho biết, đôi giày của ông Biden là mẫu Hoka Transport có giá khoảng $150, hơn 3,7 triệu đồng. Với phần đế rộng, đôi giày tạo cảm giác vô cùng chắc chắn khi đi lại. Tổng thống Biden có tiền sử vấp ngã nhiều lần, nhưng đôi giày này giúp ông ấy đi lại thoải mái như trên mây. Truyền thông Mỹ cho biết, tháng trước ông Biden đã được kết luận mắc bệnh lý thần kinh cảm giác ngoại biên ở bàn chân. Theo đó, đôi giày mới được cho là một quyết định để giúp ông chủ Nhà Trắng di chuyển thuận tiện hơn. Mẫu giày của hãng Hoka cũng được cơ quan y tế Mỹ chứng nhận là có lợi cho sức khỏe của bàn chân. Kể từ khi trở thành tổng thống, vấn đề sức khỏe của ông Biden đã gây ra nhiều tranh cãi tại Mỹ. Hồi tháng trước, ông Biden đã vấp ngã vào lúc đang bước lên cầu thang của phi cơ không lực 1. Vì ông Biden hay vấp ngã cầu thang, nên đội an ninh của Nhà Trắng đã chuyển sang dùng cầu thang ngắn hơn để tổng thống dễ đi hơn. New York Times gần đây đưa tin, mật vụ Mỹ giờ phải cử người đứng dưới chân cầu thang để đón sẵn khi ông Biden xuống máy bay. Cuộc thăm dò vào tháng 2 của ABC News cho biết, có 86% người dân Mỹ cảm thấy ông Biden 81 tuổi đã quá già cho nhiệm kỳ thứ hai. Trong trường hợp chiến thắng trong cuộc bầu cử tháng 11, ông Biden sẽ đi vào lịch sử với tư cách là Tổng thống Mỹ lớn tuổi nhất. Dù bản thân đối diện với nhiều ý kiến về vấn đề tuổi tác, nhưng trong bài phát biểu tại buổi gặp gỡ với truyền thông tối ngày 16 tháng 3, Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng đã chê ông Trump quá già. Ông Biden nói rằng, ứng viên Tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump quá già và sức khỏe thần kinh không phù hợp để lãnh đạo đất nước. Tổng thống Mỹ nói, một ứng viên quá già và sức khỏe thần kinh không phù hợp để trở thành Tổng thống, ứng viên còn lại là tôi. Chủ nhân Nhà Trắng sau đó tiếp tục công kích cựu Tổng thống Trump bằng cách nhắc lại một sự việc đã xảy ra khi ông Trump còn đương chức. Ông nói, chiến dịch tranh cử của Đảng Dân Chủ năm nay cần cho công chúng thấy được họ sẽ tái thiết nền kinh tế Mỹ như thế nào sau đại dịch COVID-19, mà không phải khuyến khích người dân tiêm chất khử trùng để diệt COVID-19. Ông Biden ngầm đề cập đến việc ông Trump khi còn đương chức từng hỏi cố vấn y tế liệu có thể tiêm chất khử trùng để chữa trị cho bệnh nhân COVID-19 hay không. Ông Biden và ông Trump đã nắm chắc đề cử của Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa để ra tranh cử Tổng thống vào tháng 11 tới. Đó sẽ là lần thứ hai họ tham gia vào cuộc đua song mã để tranh chức Tổng thống. Tuổi tác của các ứng viên là một trong những vấn đề được quan tâm trong chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ năm nay. Ông Biden đã 81 tuổi, trong khi ông Trump 77 tuổi. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã bất ngờ dẫn trước ông Donald Trump trong hai cuộc thăm dò mới nhất được công bố, khi còn khoảng 8 tháng nữa là tới cuộc bầu cử tổng thống. Cụ thể, trong một cuộc thăm dò của Reuters, Ipsos với 3.356 cử tri đã đăng ký cho thấy, ông Biden nhận được 39% phiếu ủng hộ, trong khi ông Trump nhận được 38%. Cuộc khảo sát được tiến hành từ ngày 7 đến ngày 13 tháng 3 và sai số là cộng trừ 1,8%. Một cuộc thăm dò khác của Civic và Daily KOS với 1.324 cử tri tham gia cho thấy, ứng cử viên Đảng Dân Chủ giành được 45% phiếu bầu so với 44% của ứng viên Đảng Cộng Hòa. Cuộc khảo sát này được thực hiện từ ngày 9 đến ngày 12 tháng 3 và có sai số cộng trừ 2,8%. Theo một cuộc thăm dò, Tổng thống Biden có bài phát biểu thông điệp liên bang và nhận được đánh giá tích cực từ hàng loạt chuyên gia, cũng như phản ứng tốt từ công chúng Mỹ. Ông Biden đã công bố kế hoạch cho phép quân đội Mỹ xây dựng một bến cảng tạm thời trên bờ biển Gaza để cho phép chuyển nhiều viện trợ nhân đạo đến khu vực hơn. Ngoài ra, Tổng thống Biden 81 tuổi cũng sử dụng trong bài phát biểu để giải quyết những nỗi lo ngại về vấn đề tuổi tác. Ông nói, trong sự nghiệp của mình, người ta đã nói rằng tôi quá trẻ và tôi quá già. Dù trẻ hay già, tôi vẫn biết điều gì sẽ tồn tại. Tóm lại, các cuộc thăm dò gần đây thể hiện những kết quả khá chia rẽ, chẳng hạn như một cuộc thăm dò của Kaiser Family Foundation cho thấy Tổng thống Biden dẫn trước ông Trump với tỷ lệ 47% so với 44%. Đã có 1.072 cử tri đăng ký được khảo sát từ ngày 20 đến ngày 28 tháng 2 trong cuộc thăm dò này. Trong khi đó, cuộc thăm dò từ ngày 3 đến ngày 5 tháng 3 với 1.450 cử tri đã đăng ký do YouGov thực hiện, lại dự báo cựu Tổng thống Biden sẽ giành được 42% phiếu bầu so với 44% của ông Trump. Theo tính toán của trang tổng hợp thăm dò Vistoria vào ngày 15 tháng 3, mặc dù có phản hồi tích cực sau bài phát biểu thông điệp liên bang, nhưng tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Biden sau đó đã giảm xuống mức thấp nhất mọi thời đại là 37,4%, với tỷ lệ không tán thành là 56,5%. Hiện còn khoảng 8 tháng nữa là đến cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ và khoảng cách về tỷ lệ ủng hộ giữa hai ứng cử viên là rất hẹp. Trong khi đó, có nhiều điều có thể thay đổi, đặc biệt là vì ông Trump đang phải đối mặt với 4 cáo trạng hình sự có thể ảnh hưởng đến chiến dịch trở lại Nhà Trắng. Ông Trump đã phủ nhận các cáo buộc và không nhận tội trong tất cả các cáo trạng.